Những khoảnh khắc này ngay lập tức gây sốt và khiến dân tình bàn tán không ngớt. Mới đây dân mạng xôn xao về đoạn video Phương Oanh và Shark Bình đi ăn cùng nhau, cả hai tươi cười rạng rỡ và liên tục có nhiều cử chỉ ngọt ngào chăm sóc đối phương. Cụ thể, Phương Oanh liên tục dùng tay vuốt tóc cho Shark Bình, dù chỉ là hành động nhỏ, nhưng cũng đủ chứng minh Phương Oanh rất tinh tế và quan tâm đến bạn trai. Những khoảnh khắc này ngay lập tức gây sốt và khiến dân tình bàn tán không ngớt. Trước đó, Phương Oanh gây xôn xao khi lộ diện với trang phục rộng rãi. Trong một vài góc ảnh, cô cũng để lộ gương mặt bầu bĩnh và vòng hai lùm xùm. Nhiều người đặt nghi vấn nữ diễn viên đang có tin vui. Phương Oanh từng lên tiếng về việc khi bị quay lén đi chơi cùng người yêu và cảm thấy bị xúc phạm khi có nhiều bình luận khiếm nhã viết về mình. Phương Oanh cho rằng một số người quay lén đăng tải ảnh cô và Shark Bình trên mạng xã hội để câu view là thiếu văn minh. Cô nói, tôi thấy choáng váng khi những cử chỉ mình chăm sóc người thân bị ví như gán ngành. Tôi chăm sóc người thân tỉ mỉ, điều đó chứng tỏ tôi chu đáo yêu thương họ, không chỉ với người yêu, gia đình hay bạn bè tôi cũng chăm sóc như thế. Chăm sóc tỉ mỉ cho người thân đó là thói quen và bản năng của tôi rồi, chả lẽ như thế cũng bị chê trách hay sao? Người của công chúng không được quyền làm người, bảo vệ quyền tự do của mình hay sao? Họ nói tôi vi phạm pháp luật, trong khi đó chính họ đang vi phạm pháp luật vì lăng nhục xúc phạm tôi. Từ khi tôi quen anh Bình, hình ảnh của chúng tôi luôn bị đưa lên theo hướng tiêu cực, xấu xí nhất. Có những cử chỉ rất bình thường với mọi người, nhưng người ta lại nhìn theo hướng xấu xí và sẵn sàng ném đá chê trách. Tôi cảm thấy tổn thương và đau lòng, tâm lý bị ảnh hưởng rất nhiều, nữ diễn viên giải bài. Phương Oanh nói, dù tôi chỉnh chu thế nào cũng sẽ bị họ bắt gặp những giây phút chưa đẹp, nhưng tôi không hiểu vì sao họ chỉ nhầm vào tôi và anh Bình, quay lén những giây phút riêng tư. Trong khi đó, có nhiều lúc hai con của anh Bình đi chơi, mua đồ, cô cháu Âu Yếm quý mến nhau thì không giờ họ chụp lén cả. Có phải những việc tốt ít nhất được chú ý, chia sẻ mà họ chỉ muốn câu view? Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.